Chị ăn không? Chị Nhi, trời, không ăn gì chị ngồi chị cười hoài vậy? Gì vậy? Trời ơi này, có sự đáng lúc tập đôi yêu nhau nồng nhiệt. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là chị đưa lén lúc hoành đánh đã cắn dở. Nè thấy không? Em sao vừa nghe nói đó thì cái Nguyên chứ? Nè cái Nguyên, cái Nguyên đó. Anh đi về liền cho cô. Người yêu vừa rồi của Khánh lại. Ờ à, mình giấu tôi hả mình? Decuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Decuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Đứa nào tướng cũng đẹp, tại cái tướng này nó đã bị over rồi chứ để ấy luôn. Nhưng chưa dừng lại đây. Chết, ông Hoàng không cho. Con chi, con chi? Con chi dữ vậy? Rồi, mời, mời các em. Dạ, mời cả nhà. Dạ, mời cả nhà. Cả nhà. Trời dư đồ ăn vậy nó bỏ tội chết. Em mời quý vị khán giả, đặc biệt là những người đang đói. Gặp rằm tháng 7 bỏ rồi cô hồn cái lời. Không ơi chị đừng giật, giật mất công cái cơm cô hồn chị. À, ăn đi phát biểu liền, để mình coi món khác chứ không là xung quanh nguy hiểm luôn rồi, xung quanh chúng ta. Cái đó ngon cái. Dạ, giờ con phải ăn nè, con ăn cho anh Giang coi nè, để con nói cảm nhận con ra liền nè. Cái tôm cực kỳ giòn mọi người. Ngon quá hả? Bụi tiên. Tôm vô cùng tươi. Cắn vô mình nó ứa nước ra hơn là biết bơi không thôi chứ đúng rồi. sao? Ngon. Ngon quá hả? Cái gì khách? Gì mà chị không rồi, có gì không mà ngon hả? Ngon quá cô ơi. Cái gì vậy? Cái gì khách? Cái gì mà chị không có gì không mà ngon hả? Ngon quá cô ơi. Cái gì vậy? Chưa. Anh ơi mất cái bánh rồi. Không có đâu, mất nãy giờ rồi. Cô Giang cười đó. Cô chị Giang là cái má chị bị phình hay là chị ăn chị ăn lén? Vẫn còn một món nữa. Wow. Người đâu? Thôi, món này em thích lắm nè, đem cầm cho. Dính tay, dính tay rồi anh ơi, dính tay nha. Ừ, dính dớ rồi. Cảm ơn anh. Gì đó? Không có đâu, không có gì đâu, không có gì đâu. Hốt nhà dạy chợ. Mẹ dạy con sao? Lấy lại cho mẹ. Chưa được ăn luôn. Rồi, thôi tập trung chuyên môn nè. Bây giờ mình sẽ thử cái món. Mình ơi. Hôn nhà dạy chợ mẹ nói có bao nhiêu lần rồi. Miếng nhĩ nè. Sốt quá sốt. Ây ra rớt cái khăn. Con đi về liền cho cô. Ủa trường qua nhà người ta luôn vậy. Rớt cái khăn em đi lượm cái khăn thôi. Giang ơi, lúc mình có ăn cái thịt trong này đúng không anh? Đó. Đúng ơi, Khánh ơi, chị bị sốt. Dạ chết. Ê, chị đi bây giờ đi bệnh viện. Thôi, Giang đi chùm đá đi, chùm đá đi. Hồi nãy Giang nói là hấp canh nó mới hạ khỏe luôn vậy. À chúng ta dùng cái này để ăn. Ủa anh còn kẹt nữa. Từ từ, mình có tự động mình không có xin gì được. Đây. Cải xào nè, với nấm nè. Giòn á. Bây giờ đố kiệt nè đúng không? Phải có qua. Dạ đúng. Dạ. Kệ trả lời chuyện ơi. Ai à, hãy chọn chủ đề mình muốn. Em chọn chủ đề tình yêu học. Tình yêu học. Dạ. Rồi. Tình anh, yêu thì có chỉ hỏi về Khánh thôi nha. Trời. Có gom gọn chủ đề nữa. Em dám chắc không? Dạ. Người yêu vừa rồi của Khánh là ai? Ơ. Mình giấu tôi hả mình? Nói tôi là người đầu tiên của mình. Khánh mắt lông lên rồi kìa, mắt lông lanh lên. Ok, mình ăn tiếp rồi mọi người ơi. Ăn rồi. Ôi, cái má hồng dễ sợ. Nói. Nói những khán giả truyền hình nghe liền. Nói liền. Là những con tôi cũng muốn biết. Em còn đang sợ ế đây này.
À, em là vì có người yêu chứ. Để bị vậy cái nét mặt gì? Cái nét mặt nó bị gì? Thôi ăn nè. Ok ngon quá. Ủa vậy là mình tôi không được ăn đó mình. Ủa anh ơi, mình đưa cho bên hội hội bên kia ăn nữa để có gì bên bên hội bên đúng kia rồi, nhận. Bây giờ em luôn. Bây giờ em sẽ thôi cho. Bây giờ em sẽ mời. Không được. Bọn tôi không được ăn được đâu. Hoài vậy. Gin ơi, em tôn trọng chương trình đi Gin. Gì ăn không? Chị Nhi, trời, không ăn gì, chị cười hoài vậy. Gì vậy? Trời ơi, này, có sự đáng lúc, mình tập đôi yêu nhau nồng nhiệt. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là chị từng đưa lén lúc, Hoành Thánh đã cắn dở. Nè, thấy không? Em sao giờ nghe nói gì cái Nguyên chứ? Nè, cái Nguyên, cái Nguyên đó. Mấy đứa đừng có ăn nữa mấy đứa ơi. Em đói bụng quá luôn á. Đầu bắp nó giòn ghê luôn. Này, đây em múc nè, cho. Em gấp cái đầu bắp mới nè. Đây nè, chị múc cá cho. Gin múc cá vô, cá bớp ngon. Đây đây em múc qua cho chị Nhi cho. Thôi thôi chị không ăn, anh Gia không cho. Lực thôi, anh đâu có muốn gì đâu. Em hiểu, lực em hiểu, mà. Em có lòng tự trọng của em. Cho anh Giang chưa, lo cho anh Giang giùm chị đi. Dạ rồi. Là những gì đừng mang tiếng quá. Ôi, em mới nói chuyện nó rớt xuống đất rồi, đi múc vô rồi. Kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc vừa rồi quý vị có thể xác định được họ là người như thế nào. Này là rất tốt cho sức khỏe luôn á. Cái gì vậy mấy đứa, mình đàn ông mà mình đâu có làm mấy chuyện đó. Đông biển rồi rất là tươi và giòn. Rất là giòn mà tươi. Giòn thiệt. Đây, đây em đắp cho chị Thanh, chị Thanh. Đây. Rồi, ăn xong anh em cảm nhận nè. Chị có ăn cà chua không? Có. Có cà chua. Rồi. Gin gin ăn đi nè, Gin. Ok anh. Đây đây. Nè. Đúng á, trong biển rất là giòn mà tươi. Giòn thiệt. Trời, em vẫn có thể ăn một cách gọi là đàn ông mà một cách hãnh diện vậy luôn hả? Em đang đối xử sai lầm với những người phụ nữ đó. Gin, em được quá ăn rồi. Trong trình này fan của em sẽ quay lưng lại với em. Em thấy tai hại có một việc ăn một miếng trong biển chưa? Cái gì vậy? Trời ơi. Em đứng nhắc cho mấy chị mà vô tình. Trời ơi. Em sẽ chịu, em sẽ chịu, em xin lỗi, em xin lỗi. Quý phải ăn hết cái em này đi Quý. Em chịu hết tất cả mọi thứ. Em đến gấp cho mấy chị, em nói thiệt sự là đây nè Quý, còn cái phần cơm nè, phạt Quý ra Quý. Em cho mấy chị nhá. Lấy tay lụm lên, lụm lên. Trời ơi. Có thể dừng chương trình và mời ba người khác được không? Không thể tin được, đây là những nghệ sĩ tương lai của showbiz Việt Nam. Bây giờ Kim, em là người trưởng thành, em nói một câu trưởng thành, anh nghe coi. Rồi, mình đừng có làm vậy lát. Hello. Rồi, mình đừng có làm vậy lát. I was wondering if after all. Trong trình này fan game sẽ quay lưng lại nhé, quay lưng lại nhé. Không có chuyện tình. Bây giờ đưa cái dĩa cơm giùm anh đi. Chúng ta thấy là phần cơm và phần cá. Em đã nấu gớm giống như em. Em đã nấu gớm giống như em. Và chúng ta nên nhớ là trong cái phần cơm này có rong biển ở chính giữa nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chấm vào. Nhưng mà anh phải bỏ mấy mù tạt lên, ăn đúng là bỏ mấy mù tạt lên trên rồi anh mới ăn được. Im đi, thua mà hãy nói. Thua thì hay nói không, mày lo ăn đi. Ừ, thiệt á. Tôi thấy hôm nay chương trình nên bỏ cái luật mà đòi đồ thắng ăn đòi đồ thua dẹp đi. Không còn hiệu nghiệm gì cho chương trình này nữa chứ. Chị nhớ cái lần đó đó, cái lần mà... Đi đâu vậy chị? Ủa? Camera của ai nấy xài nha. Camera của ai nấy xài nha. Trời ơi, dễ ăn cắp à. Chị Bụi Ca rớt cho ba anh kìa, chị Bụi Ca. Cố lên hai chị ơi, em tin hai chị. Cắp mẹ ba cái một lúc á. Lẹ đi vợ ơi, anh mỏi quá. Ủa kêu
Em à? Ờ, kêu em á. Ê, thật sự là không có hình nào giống nhau hết luôn á. Ủa, hay là hai thao là... Đây. Anh chết. Giống gì giống gì? Anh có mỏi không? Anh chết. Anh có mỏi không? Mỏi quá. Ủa, chị Diêu Kim Linh nè. Nhưng mà một con... Chị ơi, chị Diêu Kim Linh. Cái hình còn lại của chị đâu, chị Diêu Kim Linh? Lẹ lên, người ta dán nguyên cái trường học bên kia rồi kìa. Em hỏi chị có cái hình còn lại của chị đâu? Đi. Chị ơi, còn lại chị đâu? Chị không có biết, đừng có hỏi nữa. À, chị Diêu Kim Linh còn lại nè. Ủa sao hết hết hình giống nhau rồi? Trời đất ơi. Từ từ. Chưa giờ em tập tạ mà mệt vậy luôn á. Em không có thấy hình nào giống nhau luôn á. Chung trình chơi mình rồi. Anh tìm chị Diêu đi, em hỏi á, để em hỏi chị trả lời á. Quá đi thôi. Ở đây chị chỉ cho em được một hình nữa đó. Anh ơi, anh tìm hình được nhiều người nè, bác sĩ. Nè, bác sĩ nè, vô dụng. Dừng lại. Ghế tôi điện dừng lại. Ủa em? Không, dừng lại. Ủa? Em vẫn đứng thẳng mà. Phạm luật, em phạm luật. Phạm luật, nó được. Hai bắt cầm nữa vậy, được, phạm luật. Rồi, nghỉ ngơi đi cưng, Ờ, anh Giang ơi, nó tạt bộ linh em. Rồi dừng lại luôn. Quyết dừng lại. Tấn công em kìa. Trời ơi là trời. Tao chán thiệt luôn á. Như vậy cũng không làm đến tròn. Nói chuyện với ba mà tao chán rồi. Hổn. Đây nào. 1, 2, 3, 4, 5. Một cặp buga lấy được là 6. Tao có này của em mà. 1, 2, 3, 4, 5 chấp luôn vẫn thua. Ủa 5 đều rồi mà. Bị lấy trợ một cặp vẫn thắng. Trời ơi, em không tin là không ngờ, trời ơi, em không ngờ chị Buka vậy luôn á. Chị Buka, mọi người thấy đó mọi người. Không tin là mọi người. Đây. Đây, đây. Tản ra. Cái này phải một cặp không? Nhìn cái coi nè. Ai vậy? Chị tôi hả chị ơi? Chị ạ. Em